Rồi chào anh em ha. Thì hôm nay thì như đã hứa thì sẽ quay những cái clip mà tổng hợp những cái điểm mà mình hướng dẫn cho hộ nuôi làm cái lươn sinh sản với nuôi nhân tạo nha, bán nhân tạo nha anh em. Thì đây là cái mô hình của anh Thủ ở Dị Thị. Sao thấy được hay quá. Thì cái đây hộ sao nuôi thấy này, được thì cho ăn chưa? Thùng lươn tự nhiên để nuôi lên nông mới thịt. Nước rồi quá. Thì anh cũng có làm lươn sinh sản nhưng mà ảnh sinh sản rồi, anh cũng nuôi một số bể lươn thịt chứ một số bể là nuôi lươn đồng thuộc. Thì ở đây anh em học hỏi ha. Thì ở đây cái bể của ảnh, ảnh nuôi lươn này lươn thịt, lươn ảnh lớn lắm rồi, thì mình xin ảnh cho vô quay cho anh em coi nha. Đó, thì đây giờ ảnh chặn như ảnh nuôi lươn lớn, ảnh giờ ảnh xả tràn để anh để cái đây đó lươn lớn nha. Thì để cho anh em xem thì cái bể của ảnh được có cái tàu nha anh em, chứ không có hạt bông như những người khác. Nhưng mà đây là kinh nghiệm của anh Thủ nuôi 10 năm rồi, quen không nuôi rất là đạt nha anh em. Nó thấy không, cái bể xả tràn rất là ok, nuôi bằng dĩ tre cho ăn buổi chiều nó quen. Ủa này mấy tháng rồi chị? Này mấy tháng rồi? À, bể của ảnh là bây giờ hiện tại là bây giờ là 8 bể. Thì ảnh nuôi lươn thuần tự nhiên, với lại là ảnh nuôi sinh sản bán nhân tạo luôn. Thì tí nữa quay cho anh em coi cái bể sinh sản bán nhân tạo của ảnh. Đây là cái bể thuần. Đó, đây là bể thuần của ảnh. Thuần mua luôn tự nhiên về ảnh thuần. Ha. Thì nó rất là nhiều bể anh em. Ảnh mua về ảnh chia ít ra rồi để anh thuần. Thì cách thuần của ảnh thì mỗi người có một kỹ thuật riêng. Thì nói chung thì có gì thì anh em sẽ học hỏi ảnh thêm. Còn những cái bể này nè. Đó, bể này thì ảnh sinh sản nè, nhưng mà bây giờ ảnh không cho sinh sản nữa. Ảnh đang ra anh trồng rau nha. Rồi có những cái lươn ở dưới hết, nhưng mà chừng nào anh cho sinh sản là anh cho sinh sản. Đây bể thuần của anh này. Đó, anh làm giải chiến anh nè. Thì thường xong thì anh sẽ đưa vô, thì vẫn như cái bể nuôi bình thường thôi, nhưng mà cái cách của anh thường thuốc của anh thì mình không có nắm được. Thì cách của anh làm thì có cái riêng của anh chưa chia sẻ cho mình, thì mời anh em tham khảo nha. Thì dở lên cho anh em coi, nhưng mà lươn thì nó lươn thuần thì nó không có đồng đều nha anh em, nó có con bự con nhỏ đó anh em thấy ha. Nhưng mà cái cách của anh làm á, thì mình cũng phải cần phải học hỏi thêm. Nhưng mà tương thuần á, thì cũng có cái con này con kia anh em. Thì cái bồn này là bồn dự trữ nước của ảnh để anh xả tràn. Thì có cái gờ le nãy anh em thấy đó, thì gờ le đó để nếu mà nước trực xuống thì nó sẽ bơm lên. Đó, tất cả những cái bể của anh. Đây là 8 bể. Rồi đây là cái hồ lươn của anh Thuận. Anh Thuận cũng ở Dị Thủy luôn. Đây là lươn bố mẹ. Anh đang nuôi dưỡng bố mẹ nha anh em. Hiện tại bầy lươn này khoảng 100 kg. Mình cũng có hỏi mua nhưng mà anh Thuận chưa có bán. Anh để anh làm. Thì anh cũng có làm hai hồ sinh sản thì mình cũng giới thiệu cho anh em rồi đó. Mình cũng chỉ hướng dẫn cho anh làm, nhưng mà cái cách mình tính mua ảnh mà anh không chưa bán. Thì những cái clip trước đó thì anh em mình cũng có nói là sẽ tổng hợp những cái như mình hướng dẫn sinh sản cho anh em coi. Thì đây là cái bể của anh Thuận đó, anh bố trí như thế này nè. Đây là sửa chữa chuồng heo cũ, anh không nuôi heo nữa thì anh vô đất rồi anh nuôi cho sinh sản luôn. Trong đất thì để như thế này rồi trồng cỏ bên ngoài, có sàn ăn luôn nha anh em. Nói chung là này anh làm cái bể hơi nhỏ, anh thả thưa. Nói chung là thu cũng đạt lắm anh em, nhưng mà cái là kỹ thuật của mỗi người mỗi khác, có người như thế này có người như thế kia.
sàn ăn anh em. Thì cái này là mình đi quay trực tiếp thực tế cho anh em coi, có một số cái mô hình đó thì có những số anh em gửi cho mình để mình tổng hợp cho anh em coi. Rồi đây là cái bể thứ hai của ảnh thì cũng trường heo cũ luôn nha. Thì có cái bể này hôm qua anh có thu rồi, rất hay trứng đó. khoảng thu này thu khoảng anh thu qua 4 ổ thôi, là mình ít mà, chứ không phải như những trại lớn thì người ta thu lần vài trăm mổ, người ta làm cả trăm bể. Còn đây thì ảnh thu ít đó, em tham khảo cái đề để anh em làm nha. Thì cái này là đất thì không có chất dẻ, mà để cho nó thoáng, rồi lươn đẻ thì mình thấy thấy bọt luôn. Thu vô nè, đó, ấp trứng nè, em thấy không, trứng nè. Đó, này là lươn con, lươn con này một tuần rồi đó em, cũng ít thôi chứ không nhiều lắm. Thì lươn này khoảng tháng rồi, chưa tới tháng nhưng mà khoảng tháng đó. Khoảng tháng chưa từ đến tháng tháng thì rất là mạnh nha. Đây là hướng dẫn cho anh em mình làm rồi. Rồi đây là cái mô hình thứ ba, là mô hình chỗ của anh Sang Thượng Hòa, mình có quay rồi đó, có quay cho anh em coi đó. Thì đây là lươn con nha, lươn con thì anh Sang không có làm lươn đẻ nhiều, anh Sang làm cái dạng như là lươn bột ươn lên đó, anh em thấy nha. Đó, cái lươn con này nè. Nói chung thì thu vô lươn tự nhiên anh em, đẻ nó có lột chọt con bự con cái, chứ không có con bự con nhỏ, chứ không phải là đều hết. Nhưng phải như ươn lươn bọt và bắt về giao như ở mấy cái trại khác. Đó, anh em tham khảo nha. Thì nhờ bà chị bà quay giùm. Ở đây là cái bể ươn của ảnh mua lươn bột về ươn nhiều nè anh em, dở cho anh em coi luôn nha. Đây rất là đẹp anh em. Rồi vậy luôn, lươn rất là đạt. Dạ được rồi. Thì cái này thì ảnh bắt bột về anh ương, mình cũng hướng dẫn kỹ thuật cho ảnh, ảnh nắm hết. Ảnh nói chung thì ảnh làm theo kỹ thuật của ảnh riêng, một phần cũng chia sẻ của mình, thì anh em làm rất là tốt, anh làm rất là tốt đó, lương rất là nhiều. Thì nói chung là mình cũng muốn chia cho anh em những cái con nguồn lương này, nhưng mà ảnh không chịu chia, ảnh xây bồn rất là nhiều luôn anh em. Cái nhà của ảnh hiện phía trước giờ ảnh xây lớn lên rồi, ảnh tính ra cái bồn một nuôi lương thịt của ảnh là trên 30 bồn. Hiện tí nữa quay cho anh em coi luôn. Thì cái này là cái nguồn tư liệu của chỗ anh Sang, chỗ chị, chỗ quay lại cho anh em mình tham khảo nha. Thì này bỏ quay máy đứng, mình chỉnh là cái máy ngang để cho anh em mình coi, chứ còn quay máy đứng thì nó dễ xem hơn, nhưng mà nó nhỏ, hình nhỏ, tí nữa sẽ chỉnh lại cho anh em coi máy đứng đó anh em coi ha. Thì bây giờ là đó, bể đẻ của anh là mình cũng giới thiệu cho anh làm ba bể, đây hai bể, rồi bên kia một bể nữa, tí nữa quay cho anh em coi. Đây là tất cả những cái gì ảnh đang đang xây nè, rất là lớn luôn. Hiện tại lương của anh Sang hiện tại giờ là trên 20.000, trên 20.000 đến 30.000 con. Thì ảnh xây rất là nhiều bể nha anh em. Hỏi chia ảnh, bây giờ ảnh không chia cho anh em mình đâu, bây giờ ảnh đang nuôi thịt. Thì có anh em hỏi mình là cái thăm mô hình của anh Sang, thì cứ điện cho mình đi, rồi mình sẽ hướng dẫn dẫn cho anh em xuống thăm mô hình của anh Sang luôn nha. Mô hình rất là đẹp nha anh em. Thì mỗi bể là khoảng 7,5 m, 7,5, 6 đến 7 mét. Đó, đây là cái bể thứ ba này nè. Nói chung thì làm 3-4 bể thì không có đủ cái nguồn để làm này, anh muốn ảnh muốn làm rộng thêm thì đây ảnh ương, ảnh mua bột để nương ha, anh em tham khảo nha. Ảnh mua bột để nương thì rất là đạt, anh Sang ương rất là đạt nha anh em.
Em thấy nha, đây là những cái bồn ở nương thì bề ngang khoảng 8 tấc, bề dài khoảng 1 mét, bề ngang 8 tấc, bề ngang khoảng 1,5 mét chứ không phải 1 mét nữa. Đó, đây là toàn cảnh đây, quay cho anh em coi luôn. Đây là cái hình ảnh chia sẻ từ cái nguồn của anh Sang nha anh em. Có một số thì ảnh đây nè, bồn này ảnh nương là từ cái lúc mà nhỏ tới lớn luôn nè, nói chung là nó không có đều lắm, ảnh ít mà. Còn đây là cái mô hình nuôi là ảnh đã ương từ trước nè, lúc mà mình xuống mình quay cái bữa trước là bữa sau này nó lên lắm rồi. Mẫu này vô vô mẫu rồi, mày chắc còn khoảng 100 con ký để anh nuôi hết, ảnh không chia cho anh em mình nuôi cũng hơi buồn ha. Nhưng mà cái này mình cũng có hỏi chia ảnh nhưng mà ảnh không chịu chia, ảnh xây nhiều quá. Đây, nước thì trực tiếp luôn anh em, nước này của anh Sang là khoan nước trực tiếp giếng lên luôn đó anh em xem nè. Cái này thì bồn này đã còn vẫn quay bán rồi, còn bồn này là bồn bồn sinh sản tự nhiên nè, nó rất là nhiều ở đây. Anh em tham khảo chạy cái mô hình lươn của anh Sang nha. Rồi đây là mô hình của bạn đến ở Long Mỹ, thị xã Long Mỹ đó. Thì mình mới làm cũng tham khảo mình rồi xong mình hướng dẫn cho làm đó, ha. Anh em cứ xem theo ha. Rồi mô hình này là mô hình của anh Toàn, anh Toàn ở An Giang, thì anh cũng có gửi cái tư liệu cho mình thì cũng có làm nhưng mà chưa có biết cách thu, nhưng mà cái mình chỉ thu thì anh làm rất là ok à. Đó, đây là cái bể của anh, anh cũng làm con bể à, nhưng mà thu được ổ rồi anh rất là mừng nha anh em, làm rất là được. Nói chung là đây anh cũng làm giống mình, cũng lấy lá rồi mời anh em tham khảo nha. Rồi mô hình của anh Toàn này rất là ok luôn nha, rồi mời anh em xem ha.